Wow. Xin chào tất cả các anh chị em thành viên của Myra One. Bây giờ mới có chỉ có 80 mấy anh chị em thôi. Thì các anh chị em biết rằng là chúng ta vừa nghe một cái khúc dạo đầu của cái chương trình live stream của Round One, đúng không ạ? Vừa diễn ra cách đây 2 hôm. Ok ha. Thì bây giờ Vũ sẽ dạo lại khúc nhạc để chuẩn bị đón chào thêm nhiều anh chị em hơn nữa, rồi sau đó chúng ta cùng nhau giao lưu chia sẻ ha. Xin chào các anh chị em. Xin chào các chị. Tuyệt vời các anh chị ha. Rồi, chúng ta sẽ còn 3 phút nữa là đúng 10 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ livestream, sẽ chia sẻ. Nhưng trước khi đi vào cái phần quan trọng, chúng ta sẽ nghe lại một cái đoạn video clip. Và đoạn video clip này là đúng 2 phút 34 giây, là coi như chúng ta sẽ tròn 10 rưỡi. Chúng ta sẽ bắt đầu là chia sẻ các chị ha. Ừ.
xin chào các anh chị em. Stay focused. Những gì bạn quan trọng hôm nay có thể là chiếc chìa khóa thành công cho những điều mà bạn mong đợi từ bấy lâu nay. Những điều này sẽ trở thành những phương tiện phục vụ cho mục đích của bạn để biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Mỗi thời kỳ sẽ có sự kiện lớn ra đời. Thập kỷ 70, công nghệ đi ba ra đời. Thập kỷ 80, công nghệ video ra đời. Thập kỷ 90, máy vi tính ra đời và kèm theo đó là sự ra đời của Internet. Bạn có thể thất bại nếu không biết cách thích nghi với xu hướng của thời đại. Và không phải lúc nào bạn cũng có được những sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng đó chỉ là quá khứ, và bạn nên nhìn về một tương lai tươi sáng hơn. Bởi vì trong mỗi thời kỳ đều xuất hiện những nhà tỷ phú, và chúng ta phải tìm hiểu xem họ đã trở thành tỷ phú bằng cách nào. Trong những sách tuyệt vời của mình, Bonchan Fischer đã nói rằng, trước năm 2010, hàng năm doanh số của nền kinh tế Mỹ sẽ tăng lên 1 tỷ đô la nhờ vào những cơ hội mà những cơ hội này sẽ dạy cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, những phương thức phân phối hàng hóa hữu hiệu hơn, và tất cả những điều này được gọi là kinh doanh với tốc độ tư duy cao. Những cơ hội kinh doanh này cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, dịch vụ cũng như những phương thức phân phối hàng hóa tốt nhất. Và điều quan trọng là bạn có thể tạo ra một cơ hội kinh doanh cho riêng bản thân nhờ vào những điều kiện thuận lợi ngay chính tại nhà của mình. Một công việc mà chúng ta có thể làm để tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi mà không cần phải đầu tư quá nhiều vốn, cũng như không phải nhức đầu với công việc quản lý nhân sự của mình. Một công việc hấp dẫn mà có thể giúp bạn kiếm được từ 100 đô la đến 5.000 đô la mỗi ngày hoặc nhiều hơn nữa. Là một công việc dành cho thời gian dư thừa và bạn hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện công việc một cách đầy thuận lợi. Đã đến lúc chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Chúng tôi chắc rằng các bạn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Trong phần trình bày tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp cho bạn nhận ra những khát khao để bạn đến với cơ hội kinh doanh này. Một phương tiện mà qua đó, bạn sẽ hiểu thêm làm thế nào để bắt tay thực hiện công việc kinh doanh tuyệt vời này. Và trong chỉ một thời gian ngắn, bạn sẽ có thể phát triển công việc của mình trên phạm vi toàn cầu. Đừng bỏ qua cơ hội giúp bạn có được một tương lai hoàn toàn tươi sáng. Chào mừng các bạn đến với ngành kinh doanh tiếp thị hỗ trợ đồng đội. À, tuyệt vời quá các anh chị. Giờ không biết chia sẻ làm sao đây. Bởi vì có nhiều thứ nó quá tuyệt vời các anh chị. Nhưng trước khi chia sẻ cùng với các anh chị em thì Vũ muốn xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em thành viên của My Round One. Lời đầu tiên cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em có một buổi tối an lành và một lát nữa có một giấc ngủ thật là ngon. Ok ha. Các anh chị em biết rằng là cách đây hơn một ngày, đúng không ạ? Đó là vào ngày 25, thì là chúng ta vừa trải qua một cái khoảng khắc, đó là trong vòng thời gian là 2 tiếng. Nhưng thực ra chúng ta mất tới là hơn 2 tiếng, là 2 tiếng chờ đợi nữa vì lý do kỹ thuật, đúng không ạ? Và chúng ta đã xem qua cái chương trình live stream của Rao. Quá tuyệt vời các anh chị, đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Từ trước tới nay Vũ chưa thấy một cái chương trình, dưới góc độ cá nhân của Vũ thì Vũ chưa bao giờ thấy có một cái đơn vị mà xây dựng một chương trình live stream tuyệt vời như thế các anh chị. Và các anh chị em biết rằng là đội ngũ mà âm thanh mà các anh chị em nghe được trong cái chương trình live stream đó là đội ngũ âm thanh mà tạo ra cái bộ phim mà Star Wars các anh chị. Chiến tranh giữa các vì sao đó các anh chị, bộ phim rất là nổi tiếng ha. Và cái đội âm thanh đó họ thực hiện đó các anh chị, họ đầu tư rất là lớn các anh chị, và họ hướng tới cái kinh doanh của Rao đó là gì ạ, là 100% là online, là toàn cầu các anh chị, như vậy là trên internet. Và các anh chị em thấy rằng là cái lượng thành viên đến với Rao tới ngày hôm nay đã đạt tới lên tới 3.6 triệu rồi, đúng không ạ? Cộng đồng thành viên của Mai của Rao One lên tới 3.6 triệu thành viên. Thì các anh chị em biết rằng là trước đó một hôm hai hôm thì Vũ có chia sẻ một cái niềm hy vọng ha, lên trên cái chỉ nhóm nhóm Mai Rao One trên Facebook. Đó là ước gì nhóm Mai Rao One ha, là chúng gọi là chúng cái giải á là Bitcoin
Và các anh chị em biết điều gì xảy ra không ạ? Đó là qua cái chương trình bốc thăm mà khi các anh chị em sử dụng vé 2 euro đó, đúng không ạ? Thì các anh chị em biết được rằng là ở Việt Nam, khi mà trong chương trình quay quay may mắn á, gọi giống như là chiếc nón kỳ diệu các anh chị, giống như chiếc nón kỳ diệu mà chúng ta hồi xưa chúng ta hay xem đó, chương trình đó, thì nó như thế này. Các anh chị em biết điều gì xảy ra không ạ? Thì nó có nhiều giải thưởng, đúng không ạ? Nhưng mà trong đó nó có ba cái giải thưởng mà nó rất là lớn, cộng thêm một cái giải thưởng nữa, nó mang tính chất là giáo dục. Còn ba cái giải thưởng mang tính chất là giá trị, không? Đó là một đó là có là Bitcoin, đúng không? Thứ hai là một chuyến du thuyền 7 sao. Rồi và một cái nữa đó là Titanium Pro, là được một gói Titanium Pro. Các anh chị em biết đó, là một gói Titanium Pro là trị giá tới hơn 2.000, đúng không? Nhưng mà cái giá trị của gói Titanium Pro là lên tới là 6.000 euro các anh chị. Các anh chị em hình dung không? Giá trị của một gói Titanium Pro là 6.000 euro. To lắm các anh chị. Các anh chị em biết rằng là khi chương trình khuyến mãi thì các anh chị em mới mua là với hơn 2.000 euro rồi. Các anh chị em hình dung không? Trong chương trình khuyến mãi các anh chị em đã mua tới 2.000 euro rồi. Còn nếu qua chương trình khuyến mãi các anh chị em phải chi rất là nhiều. Nhưng thực tế rằng là gì, qua chương trình khuyến mãi không có gói rồ, chỉ có là Titanium thôi, đúng không ạ? Và Titanium đó là 2.499. Đó. Nên các anh chị em thấy rằng là gì, là cái vấn đề nằm ở chỗ này. Đó là Việt Nam chúng ta giành được rất là nhiều giải các anh chị. Việt Nam chúng ta giành được rất là nhiều giải. Đó là gì? Đó là có một cậu ở Sài Gòn ha, tên là Tiến Quang, đã quay chiếc nón kỳ diệu, đã trúng được bit đó. Đó, một bit, hai bit hay gì đó Vũ không biết, nhưng mà là gì, công ty ngày hôm, hình như là đêm hôm qua, là công ty đã nhắn tin rồi, nhắn tin tới email của Tiến Quang là chúng tôi sẽ tìm mọi cách sẽ liên lạc với bạn. Đó. Còn một người nữa thì là cũng là một chị, là một chị ở Hà Nội, ở một chị ở Hà Nội, Lê Thị Miến, thì chị này được một vé du thuyền. Đó, các anh chị em mình vô không? Còn thêm một người nữa, Vũ hình như là Long Vương hay gì đó. Đó, một cái người là tên là đó, thì là cũng được một cái gói là Titanium Pro. Đó, các anh chị hình dung không? Đây là một cái chương trình mà gọi giống như là gọi là giống như là gì, bốc thăm may mắn khi mà các anh chị em mua vé tham gia sự kiện livestream. Các anh chị em hình dung không? Còn cái chương trình sổ số thì sắp tới họ ra, được chưa? Sắp tới họ ra thì cái đó là chúng giải to này, cái đó là riêng các anh chị ha. Đó. Nhưng mà qua cái chương trình livestream 2 tiếng đó, các anh chị em thấy được một điều rằng là gì? Cái sự chu đáo, sự chuyên nghiệp và sự đầu tư rất là khủng các anh chị. Đó, đó là cái mà chúng ta cần thấy. Thì có nhiều anh chị hiểu được tiếng Anh thì nghe thì nắm được và rất là sung. Có nhiều anh chị thì được, một số anh chị á, là gì, dùng những cái, dùng cái phần mềm để có thể rằng là chuyển ngữ, có thể rằng phụ vô, MC phụ vô, dẫn cho hành giống như một anh tên là gì, là hình như là Dương vậy, ở bên Anh Quốc, người Việt nhưng mà sống ở bên nước Anh, thì có hỗ trợ cho cái việc đó là gì, là MC, rồi giống như phụ thêm, rồi nhiều, rất là nhiều anh chị em. Thì Vũ cũng xin thông báo với tất cả các anh chị em một điều, đó là gì? Đó là ngày hôm nay Vũ đã có bản dịch, 2 tiếng cho chương trình livestream đó. Đó, Vũ đã kêu công ty chuyên về dịch và lồng tiếng rồi, được chưa? Đã, ngày hôm nay đã dịch xong rồi, và ngày mai và ngày mốt sẽ có các vai, có nghĩa là sẽ có nhiều người lồng tiếng sẽ phụ các cái vai để mà có thể rằng là gì, ra được một cái chương trình livestream bằng tiếng Việt. Được người Việt lồng tiếng vô thì Vũ thuê một công ty làm cái việc đó rồi, và hy vọng trong 2 ngày tới thì các anh chị em sẽ nghe xuyên suốt từ đầu chương trình tới cuối chương trình, nó 2 tiếng, để cho các anh chị em biết được rằng là gì, rất là tuyệt vời. Các anh chị em hiểu không? Và hình như rằng tới ngày mùng 6 tháng 6 sắp tới sẽ có một chương trình như thế nữa.
Các anh chị em hình dung ạ. Các anh chị em biết rằng là gì? Nếu mà không có cái chương trình livestream online như thế này thì làm trực tiếp lên tới mấy chục nghìn người các anh chị, mười mấy hai chục nghìn người là công ty tổ chức những sự kiện nó nhìn rất rất là hoành tráng, rất là đã. Và hy vọng là khi mà mọi thứ nó trôi qua, chẳng hạn giống như về vấn đề đại dịch virus Vũ Hán này nè, mà nó trôi qua thì sao ạ? Thì lúc này á là sẽ có những chương trình, được không? Chương trình và chúng ta sẽ đến tới đó, gọi là chương trình mà gọi là sự kiện trực tiếp đó. Đó, lúc đó còn nhiều điều thú vị nữa các anh chị. Ok ha. Thì một lần nữa Minh Vũ xin gửi lời chúc một lần nữa Minh Vũ xin đại thay mặt cho hệ thống Mai Rao Oanh xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các thành viên đã đạt được một cái phần quà từ cái chương trình gọi là chiếc nón kỳ diệu của Rao Oanh. Chúc tất cả các anh chị em đạt được nhiều may mắn cùng với Rao Oanh. Và hy vọng rằng là trong tương lai gần, khi mà các cái chương trình mà sổ số trị giá lên tới vài triệu đô, vài chục triệu đô hoặc là vài trăm triệu đô á, thì mình hãy dùng từ đô đi ha, tại vì mình hay tính là euro ha, công ty của mình tính là euro. Thì ở đây á là hy vọng rằng chúng ta người Việt Nam sẽ có một vài giải đó các anh chị vô ạ. Bởi vì khi mà có người Việt Nam mà chỉ cần trúng một phát thôi các anh chị, trời ơi, ta nói nó tuyệt vời lắm các anh chị, nó giống như là một cơn chấn động của các anh chị đó. Các anh chị em phải hình dung như thế. Các anh chị em thấy nè, khi những chương trình nó ra, người giàu và người nghèo nó như nhau. Có những người họ mua 100 vé họ đâu có trúng đâu các anh chị, có người mua 500 vé họ cũng đâu có trúng đâu, nhưng mà có người mua có một vé họ trúng đó. Cái đó mới là thú vị các anh chị. Ok ha. Rồi, mình bỏ qua cái phần đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới một cái phần nữa. Vũ muốn chia sẻ các anh chị rằng là trong tuần qua có rất là nhiều anh chị em lên được director. Thì Vũ cũng đã chia sẻ trong cái livestream trước rồi. Còn livestream lần này thì trong bữa ngày hôm nay thì Vũ chưa có lập hết danh sách những anh chị em đã lên được director. Và nhiều anh chị em lên tới được, chuẩn bị lên cái mức là resident nữa các anh chị. Ok ha. Rồi thêm những anh chị em á là từ director 1 sao lên 2 sao và 2 sao lên 3 sao. Thì trong vòng 2 ngày tới chúng ta sẽ có những livestream kế tiếp thì Vũ sẽ giới thiệu cho các anh chị. Đồng thời bên cạnh đó Vũ sẽ up lên trên nhóm để cho các anh chị em biết được rằng có nhiều anh chị em đã đạt được những cái nỗ lực rất là tốt và đã phát triển một cái hệ thống ra toàn cầu các anh chị. Rất là tuyệt vời các anh chị. Ok. Rồi, các anh chị em lưu ý trong tối ngày hôm nay Vũ muốn nhắn gửi các anh chị em về một chương trình, mà cái chương trình này nó tuyệt vời các anh chị. Cái chương trình này muốn khẳng định một điều nữa, đến với Rao không phải là một chương trình đầu tư lấy lãi, cũng không phải là một chương trình đầu tư mà gọi là giống như huy động vốn. Các anh chị em hãy bỏ qua cái chuyện mà tư tưởng gọi là gì Rao Oanh đang huy động vốn các anh chị, đừng có nghĩ như vậy. Nếu các anh chị em nghĩ như vậy, khi mà chúng ta đi chia sẻ, chúng ta sẽ thấy vấn đề. Ở đây các anh chị em phải hiểu như thế này nè. Rao Oanh là một công ty kinh doanh, được kinh doanh, được chưa? Và họ dùng cái phương thức đó là network để làm gì? Để phát triển cộng đồng. Các anh chị không? Thay vì những công ty khác, họ sao? Họ bán sản phẩm này sản phẩm kia như dinh dưỡng mỹ phẩm rồi hay là kem đánh răng hay là ví dụ giống như là máy này máy nọ đó, thì Rao Oanh tập trung vô đó là sản phẩm về giáo dục online, về sản phẩm những sự kiện online, cộng thêm đó là gì, những cái giá trị lớn hơn, có nghĩa là gì, mang tính chất là xây dựng nền tảng để làm gì, để cùng nhau thực hiện những cái điều lớn lao hơn. Bởi vì khi xây dựng được cộng đồng rồi, họ có thể đưa sản phẩm này sản phẩm kia sản phẩm nọ vô để làm gì, để có thể tác động ra toàn thế giới. Các anh chị em hình dung ý ha. Nên á là gì, cái sản phẩm mà ở Rao á đó là gì ạ? Đó là nền tảng đó là gì, là cộng đồng. Các anh chị nhớ, và cái cách của họ xây dựng á là gì, là xây dựng, họ tập trung vô chuyện đó là xây dựng hệ thống, xây dựng cộng đồng. Nó mang tính yếu tố là gì, không phải một người, nó cũng không phải hai người, mà nó cũng không phải là ba người hay là 1.000 người hay là 10.000 người hay 100.000 người,
mà hướng của họ tới lên là con số 5 triệu thành viên, 10 triệu thành viên, 50 triệu thành viên, 100 triệu thành viên, vài trăm triệu thành viên. Các anh chị em hình dung ý không ạ? Đó. Nên cái cách của họ làm nó sẽ khác với những cái đơn vị khác. Ở đây Vũ muốn hướng cho các anh chị em thấy rằng là gì? Trong cái phần tin tức mới ngày hôm qua kìa, đúng không ạ? Rao đã đưa ra là gì? Cái câu mà họ nói rằng là gì? Họ đang chi ra trị giá lên mức gọi là khuyến mãi lên tới 350 triệu euro. Để làm gì ạ? À? Để tặng cho các anh chị. Các anh chị em hình dung đi. Có cái công ty nào mà nó khuyến mãi như vậy không? Có cái công ty nào mà nó chi ra như thế không? Có cái công ty nào mà giờ sau chương trình khuyến mãi mà họ còn làm một cái động tác đó là gì? Họ cho các anh chị, họ chia sẻ cho tất cả các thành viên tham gia trước ngày 29 tháng 4 trở về trước, có nghĩa tương đương 3,5 triệu thành viên. Mỗi thành viên được một cái code 99 miễn phí. Các anh chị nhớ. Và các anh chị em cứ thấy đi. Nên các anh chị em dùng là công ty chi ra một cái khoản, đó là gì? 350 triệu euro cho chương trình khuyến mãi lớn kỷ lục này để giúp cho Rao tác động lên tới 5 triệu thành viên, 7 triệu thành viên, 10 triệu thành viên trong thời gian tới. Các anh chị nhớ. Và các anh chị em biết rằng là gì? Không phải là từ ngày 25 tới ngày 29. Không. Mà là gì? Tất cả những ai tham gia trước ngày 29 tháng 4 trở về trước. Được chưa? Trở về trước. Thì ngày 29 vào lúc 9 giờ châu Âu. 9 giờ tối giờ châu Âu. Thì trong tài khoản của các anh chị. Trong tài khoản của các anh chị em sẽ có được một mã code 99. Được chưa? Và sau đó các anh chị em có được 100 giờ khuyến mãi. Được chưa? Có 100 giờ khuyến mãi. Thì sao ạ? Thì các anh chị em mà chia sẻ cho một ai đó mở một tài khoản với Rao, thì các anh chị em dùng cái mã code này, các anh chị em trao cho họ, và họ sẽ tự động kích gói. Và họ sẽ có được là gì? Một gói 99. Và họ chính thức trở thành thành viên lúc này. Cùng, trở thành thành viên cùng với Rao. Và lúc này họ bắt đầu có thể rằng gì? Phát triển hệ thống. Đây là một cơ hội miễn phí cho tất cả mọi người trong thời gian 100 ngày các anh chị. Có nghĩa là Vũ nói với các anh chị em như thế này này. Nếu các anh chị em có tuyến dưới 10 người, có nghĩa là các anh chị em được 10 cái code. Thì các anh chị em nói với 10 người trong hệ thống, bạn đang có một cái code miễn phí, bạn hãy xem coi ai là người bạn thích nhất, ai là người đang khao khát tìm kiếm cơ hội không có tiền, không có nổi đến 99 euro để tham gia. Thì ngày hôm nay tôi muốn trao cho bạn một cơ hội miễn phí. Được chưa? Bạn từ xưa giờ cứ nói ở Rao lừa đảo, Rao này, Rao kia, Rao nọ, Rao tùm lum đi huy động tiền tùm lum. Tôi cho bạn miễn phí, được chưa? Rồi lo mà tìm hiểu đi, không có tốn tiền. Cơ hội của bạn là 99 đồng là bạn có thể xây dựng được doanh nghiệp với Rao rồi. Nhưng ngày hôm nay, Rao chia sẻ cho tôi. Và tôi muốn trao cho bạn. Được chưa? Trao cho những người thân yêu của các bạn. Trao cho những người mà gì các anh chị em thấy họ là những người tuyệt vời. Được chưa? Nên các anh chị em phải nhớ một điều á, là gì? Ngày hôm nay tất cả chúng ta đều có cơ hội trao đi một cái gói 99 miễn phí. Không có tốn một xu nào hết. Được chưa? Thì các anh chị em phải biết cách cho. Của cho không bằng cách cho. Được chưa? Đó là cái mà tinh thần của Rao đang tạo ra một cái sự đột phá lớn hơn. Họ tập trung hướng tới xây dựng cộng đồng, chứ không phải là mong muốn móc cái tiền của các anh chị em đâu. Các anh chị em hình dung ý, nên là mình phải thấy được một cái điều này. Có những công ty á, thì sao? Tất nhiên chúng ta đã trải qua rất nhiều công ty rồi, đúng không? Chúng ta bị mất tiền chỗ này, tiền chỗ kia. Nhưng các anh chị em thấy đi, ở Rao có thấy cái điều mà các anh chị em thấy rằng họ đang lấy tiền các anh chị không? Không. Họ đang xây dựng cộng đồng đó các anh chị. Họ đưa ra những rất là nhiều thứ. Họ đang trao đi rất là nhiều các anh chị. Hướng của họ tới đó là gì? Họ xây dựng được cộng đồng.
hàng triệu người, chứ không phải là gì vài ba đồng. Các anh chị em hình dung ý á. Nên các anh chị em phải thấy được là gì, cái cách của họ đang làm nó rất là hay, và họ đang thực hiện rất là nhiều điều, rất là nhiều thứ để hợp thức hóa mọi thứ theo luật của Liên minh châu Âu. Đó, cái đó mới là cái quan trọng mà chúng ta cần phải thấy. Được chưa? Ai đời đâu mà người ta đem đi cho các anh chị. Bây giờ vừa hỏi các anh chị nè, hệ thống các anh chị em có 1.000 người, là các anh chị em có được 1.000 vé, 1.000 cốt. Có phải rằng là trong 100 ngày nếu mà các anh chị em nói với 1.000 người trong hệ thống các anh chị, hãy chia sẻ cho một người bạn nào đó mà bạn thân yêu, hãy chia sẻ cho một người nào đó, người thân trong gia đình đang muốn tìm kiếm một cái gì đó, trao cho họ một gói để họ tìm kiếm cơ hội của rau. Có phải rằng là trong 100 giờ là 1.000 người này, các anh chị em có thêm 1.000 người không? Bỏ ra 99 đồng, nhiều người cứ thắc mắc, cứ sợ này sợ kia. Ngày hôm nay tôi cho miễn phí luôn đó. Các anh chị em có 1.000 người tuyến dưới là các anh chị em có thêm 1.000 người nữa rồi. Và các anh chị em biết là rau chơi tự tin là gì? Khi 1.000 người này bước tới rau, tìm hiểu rau, họ sẽ yêu thích rau. Các anh chị em hình dung yếu quá. Đó là một cái gì đó nó lớn lao hơn các anh chị. Đó. Và sắp tới sẽ còn nhiều thứ nữa các anh chị. Sắp tới còn nhiều thứ nữa. Nhưng mà Vũ đang muốn chia sẻ các anh chị em một điều đó là gì? Chúng ta thấy đi. Ở rau cơ hội rất là nhỏ, số tiền cực kỳ nhỏ các anh chị. Nhưng chúng ta có thể xây dựng được một cái hệ thống lan tỏa toàn cầu các anh chị. Các anh chị em hình dung nhé. Thế thì Vũ hỏi các anh chị này, ngày hôm qua cái người mà trúng Bitcoin đó, tiền ở đâu ra? Tiền từ thế giới. Rồi cái người mà trúng YouTube đó, đó, đúng không? Cũng tiền từ thế giới. Nhưng mà chúng ta đang làm một cái động tác là gì? Chúng ta đang hòa nhập vào cộng đồng chung của thế giới. Mà các anh chị em biết rằng là gì? Phương Tây họ rất là nhiều tiền. Thu nhập của họ là hàng nghìn đô mỗi tháng. Thu nhập Việt Nam mình chỉ có phọt phẹt vài trăm đô thôi các anh chị. 100-300 đô các anh chị. Các anh chị em không tin đi về thử xem các khu công nghiệp thử coi. Những người đang đi làm phục vụ các quán ăn nhà hàng. Những người mà đang bán trong những Cycle K. Những trong những cửa hàng KFC. Lương tháng một tháng bao nhiêu? Vài triệu thôi các anh chị. Các anh chị em hình dung đúng không? Nhưng chúng ta để đi. Ở bên Mỹ họ cũng mua một chiếc iPhone cũng như thế. Việt Nam mình mua iPhone nhiều hơn là cả Mỹ mua các anh chị. Đúng không? Các anh chị vô. Nhưng các anh chị em có thấy được một điều là thu nhập Việt Nam rất thấp. Nhưng mà xài đồ thì ta nói là siêu sang. Đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đang có một cơ hội kinh doanh toàn cầu. Các anh chị em thấy đi. Tây nó đầy đó. Mà nó làm cái này. Mà bây giờ cả thế giới nó đang làm cái này. Có phải Việt Nam chúng ta quan trọng là số đông? Ở rau là quan trọng số đông, chứ không phải là quan trọng là nhiều tiền. Nhiều người cứ nghĩ tham gia rau phải bỏ nhiều tiền mới kiếm được nhiều tiền. Thì xin thưa, dẹp cái tư tưởng đó đi. Ở rau là gì? Cần số đông, không phải là nhiều tiền. Không phải giống như các công ty khác, bạn bỏ ra 100.000 đô, 5 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, bạn mới kiếm được nhiều tiền. Không, ở rau không có chuyện đó. Vũ nói với các anh chị này, có rất là nhiều người từng nói với Vũ á, là gì? Em sắp cây cho chị đi, chị có 10 tỷ này, chị có 5 tỷ này, anh có 3 tỷ này. Em sắp cho anh đi, bỏ nhiều tiền anh mới tham gia, còn ít tiền anh tham gia. Xin thưa anh, thôi dẹp đi anh ơi, em không có cái chương trình đó. Ở rau ít lắm, mỗi người có một mã, rẻ lắm, vài ngàn nè. Cao lắm thì kiểu 2.499 nè. Mà nếu mà chương trình khuyến mãi á, thì anh chỉ có 599 nè, là cao nhất rồi đó. Anh hưởng mọi quyền lợi đó. Được chưa? Còn không á, 99 thôi, là đủ nè. Các anh chị em thấy rằng là gì? Các director mà các anh chị em đã thấy ở rau, những anh chị em đó, và các anh chị em thấy rằng là gì? Các resident đó, và nhiều anh chị em manager đó, 1 sao, 2 sao, 3 sao, và nhiều anh chị em đang trên đà tiến tới. Các anh chị em thấy rằng là gì? Khởi đầu của họ chỉ rất là ít, 99 hoặc là 599. Trong chương trình khuyến mãi chúng ta tham gia cực kỳ nhiều về cái gì? Cái mức 599. Nhưng mà những ngày hôm nay thì sao? Rất là ít, 9999. Tốc độ 99 của ngày hôm nay rất là nhiều. Vũ nói với các anh chị rằng là gì? Từ khi bắt đầu tham gia, Vũ hướng tới các anh chị. Đó là gì? Tham gia 99 là ok rồi.
Còn những ai mà coi 599 hay 1000, 2000 á, mà con số cực kỳ nhỏ trong cái túi của mình á, ok, nên tham gia cái đó. Các anh chị em hình dung á, luôn luôn Vũ nói với các anh chị á, luôn luôn Vũ nói với nhiều người á, đó là gì? 99 là các anh chị em có thể xây dựng được một đế chế rồi các anh chị. Các anh chị em có thể xây dựng một sự nghiệp được rồi. Được chưa? 99 đồng là ok rồi. Các anh chị em hình dung à? Vấn đề câu chuyện của ngày hôm nay á, là gì? Là làm sao chúng ta xây dựng được cộng đồng cho nó lớn. Được chưa? Các anh chị em đi thấy mấy cái công ty mà đầu tư lấy lãi không? Đầu tư vào các cái coin này, coin kia, hay là ví dụ token này, token kia để mà lấy lãi đó. Đúng không? Hoặc là lấy lãi, đầu tư vào lấy lãi phần trăm này, phần trăm kia. Các anh chị em thấy họ có làm lớn được không? Họ có làm lên được 1 triệu thành viên không? 2 triệu thành viên, 5 triệu, 10 triệu không? Rất ít các anh chị, gần như cực kỳ hiếm các anh chị. Đó là cái mà chúng ta cần phải chú ý tới. Các anh chị nhớ. Và ngày hôm nay Rao đang làm một cái động tác đó. Được chưa? Các anh chị em nên nhớ này. Những cái người tạo ra Rao á, họ không phải là những người nghèo. Họ không phải là những người nghèo. Họ đã tạo ra những công ty tỷ đô trước đó rồi. Các anh chị em hình dung ý quá. Bây giờ họ đang làm những cái thứ lớn lao hơn. Họ muốn tạo ra cộng đồng hàng chục triệu thành viên, hàng trăm triệu thành viên. Được chưa? Và mục tiêu của họ không phải hướng tới câu chuyện là gì? Là giúp cho những người siêu giàu, những người giàu. Mà mục tiêu của họ là giúp cho những người khó khăn nhất, những người đang tìm kiếm cơ hội, có cơ hội thay đổi cuộc đời của họ. Cái đó là cái mà những người sáng lập ra họ hướng tới. Nên các anh chị em để đi, họ luôn luôn chia sẻ bằng một cái góc nhìn đó là gì? Khởi nghiệp nhỏ thôi, 99 đồng là có thể khởi nghiệp được rồi. Đó là cái vấn đề các anh chị. Ha. Nên là gì? Từ bữa giờ Vũ cũng sẽ cũng nghe qua những người này người kia. Ừ, là khi mà có những cái vấn đề này vấn đề nọ, những cái tiêu cực này tiêu cực kia, khi mà livestream chẳng hạn, đúng không ạ? Thì vấn đề các anh chị em biết rằng là gì? Trong khoảng thời gian gần đây, đúng không ạ? Thì mình nói rằng là gì? Internet nó sẽ gặp những cái sự cố này sự cố kia. Ngay cả anh chị em thấy đi, livestream Facebook nhiều khi cũng bị ngắt ngang mà, YouTube cũng bị ngắt ngang mà, ngày hôm qua YouTube cũng vẫn bị mà các anh chị. Các anh chị không? Thì trong quá trình họ vẫn livestream, nhưng mà sao? Lúc được lúc không và bị mất, bị đứt tín hiệu. Thứ nhất là vừa là số lượng rất là đông. Cái thứ hai nữa đó là gì? Đường truyền internet. Các anh chị em hình dung này nè. Nó lên tới hàng trăm ngàn người coi, chứ không phải là một vài ngàn người hay hai ba chục ngàn người. Các anh chị em hình dung ý ha. Đó. Nên đó, các anh chị em thấy được rằng là gì? À, livestream, đúng không? Bị ngắt đó, gặp sự cố đó, đúng không? Sau đó, chúng ta vẫn xem lại được hết tất tần là được chưa? Ok. Vấn đề của chúng ta thấy là gì? Trong quá trình đó, chúng ta thấy rất là nhiều người họ mang cái tiêu cực. Các anh chị em phải nhớ nè. Có những người á, họ không tham gia vào Rao. Họ không tham gia vào Rao. Nhưng mà các anh chị em add họ vào trong cái group của Rao. Và khi họ thấy những cái sự cố họ mừng lắm. Họ nói mà, tao nói rồi, Rao lừa đảo đó. Rao là như thế này, Rao là như thế kia. Các anh chị nhìn vô ạ. Nên là gì? Khi mà bắt đầu mà họ thấy cái họ mừng lắm, họ vô họ chat, họ comment liền, họ vô họ bình luận liền. Nên các chị phải nhớ rằng là gì? Luôn luôn khi một cái công ty nào đó hay một cái người nào đó họ đang cố hướng tới những điều tốt đẹp, đúng không? Thì sao? Sẽ có những người chống đối, sẽ có những người này tác động, sẽ có những người này như thế này, như thế kia. Mình không có chê, ở đây không có chê. Ở đây mình chỉ nói lên rằng là gì? Trong quá trình đó sẽ có những người nó mang một yếu tố nhỏ thôi đó, nó tiêu cực lên. Nhưng thực ra là gì? Chỉ là một trở ngại nhỏ. Nhưng trong đó chúng ta phải lâu lâu chúng ta phải để ý. Được chưa? Lâu lâu chúng ta phải để ý. Là bởi vì có những người họ thực sự họ không phải tham gia vào Rao. Nhưng mà sao? Họ mừng lắm. Họ thấy công ty, họ thấy mà chỉ cần mà Rao mà giống như là kiểu mà xảy ra gì đó là họ bắt đầu là sao? Ừ đó, tao nói mà. Nó giống như câu chuyện mà khi mà các anh chị em mà đi đầu tư vào một cái gì đó, hay các anh chị em làm một sự việc gì đó, mà cái thằng bạn của mình ấy, kế bên, hay là một cái người nào đó ngồi ở kế bên mình, tao nói mà không nghe, mà tao nói rồi đừng có tham gia, đừng có đầu tư, đừng có mở cái quán đó, đừng có, tao đã nói rồi mà. Đúng không? Các anh chị em hiểu ý chỗ này hả? Thì trong Rao nó cũng y chang như thế. Đó. Nên là cuộc sống
thì luôn luôn như thế. Nhưng trong quá trình đó các anh chị em thấy đi, cái cách của họ làm rất là tuyệt vời, đâu có thiệt hại bất kỳ ai đâu các anh chị. Ok ha. Nên á, là ở đây á, Vũ muốn nói với các anh chị rằng là gì? Ngày hôm nay chưa tới ngày 29, thì các anh chị em lưu ý nè, tất cả những ai tham gia 99 hay tham gia bao nhiêu không biết, nhưng trước ngày 29 thì tất cả các anh chị em tham gia với rào thì đều được một cái cốt miễn phí 99. Để làm gì? Để sau cái ngày, có nghĩa là vào 9 giờ tối giờ châu Âu là CET. Đó, CET. Thì các anh chị em có thể search Google để biết cái giờ đó. Thì sao? Thì lúc này trong cái văn phòng của các anh chị nó sẽ nổi lên một cái cốt 99. Được chưa? Cái voucher đó. Đó. Và lúc này các anh chị em giới thiệu một ai đó trong 100 giờ. Được chưa? Trong 100 giờ thì các anh chị em trao cơ hội cho họ và họ có được một tài khoản. Và lưu ý, các anh chị em vào lưu ý. Ở đây các anh chị em lưu ý chỗ này. Đó là gì? Tất cả những cái cốt miễn phí này thì chúng ta sẽ không được nhận hoa hồng. Được chưa? Và chúng ta sẽ không có nhận điểm từ đó. Chúng ta chỉ trao cơ hội cho người đó một cơ hội khởi nghiệp với rau với số tiền là 0 đồng. Các anh chị em hình dung á. Đó là gì? Đó là cách mà rau tạo ra cộng đồng. Ok chưa? Và ngày hôm nay chúng ta có lượng cộng đồng đó là gì? Trên 3 triệu. Đúng không ạ? Vậy thì nếu mà tất cả chúng ta cùng làm, đúng không ạ? Kêu gọi. Tất cả chúng ta cùng kêu gọi và tất cả chúng ta sẽ kiếm một người mới và chia sẻ cho họ đến với rau với 0 đồng. Thì điều tuyệt vời rồi các anh chị. Ok. Vậy thì trong 100 giờ này, nếu hệ thống các anh chị mà có 10.000 người đi, các anh chị có 5.000 người đi, các anh chị có 50 người đi, các anh chị có 20 người đi, các anh chị có 2 người thôi, thì các anh chị phải liên hệ với họ. Bởi vì tất cả các tài khoản đã tham gia cách đây 3 tháng, 4 tháng, 2 tháng, 1 tháng, tất cả các tài khoản đều có mã code đó. Được chưa? Sau 100 giờ mã code nó sẽ tự động mất tích. Ok. Với một cái lưu ý nữa đó là gì? Mã code nào, được chưa, thì giới thiệu ra cái người trực tiếp đó. Chẳng hạn ví dụ Vũ có một mã code thì Vũ giới thiệu trực tiếp người nào thì cái code đó nó sẽ ứng vô cái người giới thiệu trực tiếp đó. Các anh chị em hình dung đó là cách chia sẻ, cách chia sẻ một cơ hội đến cho một ai đó, được chưa, thông qua một cái mã code. Ok, đó là mình chúng ta hy vọng rằng là gì, trong cái chương trình khuyến mãi này, trong cái chương trình mà gọi là gì, tạo ra cộng đồng, tạo ra một sức hút lớn này, thì chúng ta sẽ tạo ra được một tiếng vang lớn và hệ thống của chúng ta có thể lan tỏa ra toàn cầu. Được chưa? Ok. Các anh chị em biết không? Trong tuần vừa qua, Vũ có nhìn vào trong các cái hệ thống. Vũ cực kỳ vui các anh chị. Cực kỳ vui luôn. Cực kỳ vui là khi Vũ thấy nhiều anh chị ở Việt Nam. Thực ra mà nói rằng là nếu mà nói rằng là được một cơ hội cực kỳ lớn. Họ đạt được director 2 sao, được director 1 sao, manager thì bao la không nói rồi. Nhưng các anh chị em biết điều gì không ạ? Đó là từ hệ thống của chúng ta, từ Việt Nam, chúng ta lan tỏa trong thời gian 2-3 tháng qua. Được chưa? Có thời gian cao nhất đó là gì? 4 tháng. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta lan tỏa ra được khắp nơi trên thế giới. Và các anh chị em biết điều gì xảy ra không ạ? Là có những người ở Việt Nam, họ phát triển ra được những nước, những thành viên ở châu Âu, được chưa? Ở châu Á, ở bên Singapore, bên Thái, bên Nhật, bên Hàn. Quá nhiều các anh chị, tuyệt vời các anh chị. Và các anh chị em phải hướng tới câu chuyện là hỗ trợ cho họ, được chưa? Hướng tới hỗ trợ cho họ. Nhiều khi những anh chị em đó giỏi rồi, thì chúng ta sao? Chúng ta sẽ vỗ tay hỗ trợ cho họ bằng cách là gì? Tinh thần. Đúng không ạ? Trao gửi bằng tinh thần. Đôi lúc họ giỏi rồi, họ không cần sự trợ giúp của chúng ta. Nhưng mà sao? Chúng ta phải luôn luôn gọi là giống như này, giống như cầu nguyện các anh chị. Cầu cho tuyến dưới của mình đang ở bên châu Âu là gì? Họ tham gia rau và họ phát triển rất là tốt. Các anh chị nhau, thứ nhất là tốt cho họ. Thứ hai đó là gì? Tốt cho chúng ta. Cái hướng mà chúng ta hướng tới đó là gì? Làm sao cái hệ thống chúng ta lan tỏa toàn cầu các anh chị.
Vũ nói với các anh chị rằng là gì không? Vũ làm trong lĩnh vực này, Internet này á, và làm trong ngành hệ thống á, trên Internet này nè, từ năm 2005. Ta nói lúc nào cũng nhớ hình ảnh, mà nói chung là tuyến dưới của Vũ hay là những người làm với Vũ hợp tác từ năm 2005 tới bây giờ, Vũ đều nhớ hết. Lúc nào Vũ cũng cầu nguyện hết. Lúc nào cũng cầu nguyện cho họ là gì? Cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Các anh chị mình vô, khi chúng ta nghĩ về họ, lúc nào cũng cầu nguyện cho họ, là chúng ta sẽ sao? Chúng ta sẽ có những từ dưng những cái điều tốt đẹp đến với họ. Và khi họ làm được nhiều điều thì sao? Thì có phải rằng là chúng ta sẽ được nhiều không? Các anh chị hình dung ý không? Các anh chị em biết rằng là gì? Bây giờ Vũ hỏi các anh chị đơn giản thôi. Chẳng hạn giống như bây giờ Vũ muốn chia sẻ các anh chị trong cái lĩnh vực hệ thống. Đôi lúc khi mà chúng ta làm, nhiều khi chúng ta xảy ra những cái xích mích nhỏ, nhưng mà chúng ta lại xé cho nó thật là to. Được chưa? Nên rằng là gì? Nhiều khi làm trong hệ thống, nhiều khi chúng ta không nhìn mặt nhau. Nhưng các anh chị em phải hiểu một điều như thế này này. Làm hệ thống gọi là kinh doanh tiếp thì hỗ trợ đồng đội là gì? Cùng nhau làm. Ví dụ ai không hợp, mình bỏ nó qua một bên, mình để qua một bên. Được chưa? Để cho những người khác hợp họ làm. Ok chưa? Nhưng các anh chị em phải nhớ một điều rằng là đôi lúc một cái người đó họ giỏi, họ nằm ở trong một cái vị trí mà Vũ thấy nha. Các anh chị em biết rằng là gì? Có nhiều người ở đây giờ này đang lên director 2 sao. Có một cái chị rất là giỏi. Đang lên director 2 sao. Nhưng mà Vũ nói cho các anh chị em biết được rằng là gì? Từ Vũ mà tới cái chị director 2 sao này này, nó phải tầm khoảng tầm 30 tới 40 người. Trong vòng có nhiều, có khoảng tầm chưa tới 100 ngày, khoảng 100 ngày chị này lên director 2 sao. Mà từ Vũ mà xuống chị này rơi khoảng tầm 3-40 người. Thì Vũ hỏi các anh chị này, có phải rằng là gì? Có phải tất cả những người đường đều được hưởng doanh số không? Đúng không? Nếu chúng ta biết được, chúng ta cứ nghĩ đi. Trời ơi, cầu cho mình, nếu mình biết được cái người nào đó thì mình phải cầu chúc cho họ. Nhiều khi mình ghét họ lắm. Có những người bây giờ Vũ nói này, Vũ không hợp với họ, nhưng bây giờ họ lên director đâu các anh chị. Director 1 sao, chuẩn bị lên ra 2 sao luôn, max out thu nhập mỗi tuần luôn, mà nói chuyện là không hợp. Các anh chị em hình dung nên rằng là có nhiều người cũng không hợp. Nhưng mà sao? Mình họ kiếm được tiền là mình mừng rồi. Bởi vì cái cá tính của họ nó như thế. Nên rằng là gì? Chúng ta vẫn phải vui vẻ. Các anh chị em dùng Nên các anh chị em phải nhớ rằng là gì? Họ kiếm được tiền thì họ sẽ sao giúp cho gia đình của họ. Mà gia đình của họ tốt thì sao? Dòng họ nhà họ tốt thì sao? Họ sẽ không có gây những ảnh hưởng khác. Các anh chị em dùng Nên rằng mình phải suy nghĩ cho nó thoáng ra. Nên là khi chúng ta làm cái công việc của nào, đúng không? Đôi lúc trong thời gian có 3-4 tháng họ không thể thay đổi được cái tính của họ. Nhưng mà khi mà họ bắt đầu sao? Họ giàu lên. Thì sao? Từ dưng họ giàu lên, họ cái cách suy nghĩ nó bắt đầu từ từ nó thay đổi các anh chị. Các anh chị không? Nó sẽ thay đổi từ từ, chứ không phải một ngày một bữa. Nên các anh chị em phải hướng tới câu chuyện rằng là gì? Phải thoải mái hơn. Được chưa? Đừng có hành thù ai rồi ghét ai rồi là chửi bới ai, hay là ví dụ là từ mặt này hay từ mặt kia. Tốt nhất làm trong hệ thống thì đừng có làm những động tác đó, sẽ hay hơn. Ok, ai ở trên mình mà được hưởng đúng không? Họ không biết trân trọng thì kệ họ, để qua bên, đúng không? Nhưng mà họ đang được hưởng thành quả của mình, kệ. Được chưa? Mình làm là do làm mình được này, cũng một phần nhờ họ mà mới có mình chứ. Các anh chị vô nếu mà không có họ thì làm sao mà nó ra với mình? Nhiều khi cơ hội nó mắt xích với nhau. Các anh chị em hình dung ý á. Nên nó rằng là gì? Đừng có nghĩ rằng mình làm là cho thằng khác hưởng. Đừng có nghĩ như vậy. Nếu mà mình cứ nghĩ như vậy á, nó rất là khó các anh chị. Các anh chị em thấy đi, cơ hội rao trao ra. Bây giờ này, tự dưng á, rao chi ra tới một cái lượng tiền là gì? Chỉ giá lên tới 350 triệu euro. Đúng không ạ? Cho một cái chương trình mà tạo ra cộng đồng lớn như thế này. Có phải rằng những người mà tham gia bây giờ gần như không tốn một xu? Gần như không tốn một xu. Nhưng mà khi họ phát triển thì họ vẫn sao đạt được những kết quả bình thường giống như tất cả chúng ta. Chẳng qua chúng ta đi trước thôi. Đúng không? Vậy thì chúng ta đi trước rồi thì sao? Chúng ta phải dọn đường cho những người khác để cho họ làm tốt hơn. Và mình hướng cho những người ta hướng tới những điều tốt đẹp đến với nhau hơn. Ok ha? Rồi trong trường hợp khi mà chúng ta làm, có những người ăn không được, họ có một cái tính, họ làm không được,
hoặc là họ vì một cái gì đó họ bắt đầu sao họ phá, được chưa? Nên chúng ta phải có lời khuyên. Đầu tiên thì chúng ta phải có những lời khuyên, chúng ta chia sẻ cho họ, đúng không? Người này chia sẻ không được thì mình nhờ người khác chia sẻ giùm cho, ok ha. Đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta phát triển cộng đồng với rau. Các anh chị em phải nhớ này, một vài người, một vài ngàn người không sao, nhưng khi chúng ta phát triển được cộng đồng lớn, đúng không? Thì chúng ta sẽ va chạm lẫn nhau. Thì sao? Chúng ta phải lúc này á, cái quan trọng nhất là tinh thần của chúng ta phải giữ vững, được chưa? Đó là gì? Cái cách của chúng ta làm, chúng ta hạn chế cái việc lôi kéo người này người kia người nọ, được chưa? Nên á là các anh chị em hình dung rằng là từng bước chúng ta cũng sẽ thành công thôi, nếu chúng ta kiên trì, được chưa? Và chúng ta chịu học hỏi. Tháng này chúng ta chưa thành công không sao cả, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 chúng ta làm cả đời mà các anh chị. Các anh chị nhìn không ạ? Bởi vì khi các anh chị em có giàu đi nữa, các anh chị em có max out đi nữa, thì các anh chị em cũng phải làm. Các anh chị nhìn không ạ? Tại vì các anh chị phải nhớ điều này nè. Thực ra trong bản tính của mỗi người đó là gì? Làm. Kiếm được một cục xong rồi nghỉ. Không có nói nữa. Không làm nữa. Nhưng thực ra các anh chị em phải nhớ rằng là gì? Khi chúng ta làm, chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền đó, nhưng thực ra lúc đó chúng ta còn làm nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta làm có một cái niềm vui khác, có một cái mục đích khác. Đó, nó thể hiện một cái niềm gì đó, nó cao hơn. Cao hơn một cái giá trị đó là trước đây chúng ta làm là gì? Là vì cơm áo gạo tiền. Còn bây giờ chúng ta làm là vì một cái niềm vui. Các anh chị thấy không? Vì một cái niềm vui, một cái sự hạnh phúc khi thấy một ai đó thành công. Các anh chị hiểu không? Khi thấy một ai đó lay hoay 10 năm trời chưa có thể được mua được một căn nhà ở thành phố này, ở thành phố kia, nhưng ngày hôm nay họ đến với rau, họ làm, họ mua được một căn nhà, được chưa? Họ mua được một chiếc xe, họ cho con đi học trường tốt, họ cho con mua được một cái tivi to hơn Samsung 340, 60 inch, 65 inch gì đó, cho con có thể rằng là gì xem một cái tivi to, đẹp hơn, nhà cửa khang trang hơn. Đó là một niềm vui gắn chứ. Các anh chị em hình dung ý đó. Rồi á, những cái người mà cái tính tình đó, họ đi làm công ty này công ty kia, họ làm bỏ tiền chỗ này chỗ kia, họ bị mất nhiều, thì họ sẽ sinh ra những cái tính tiêu cực. Bây giờ họ đến với mình thì sao? Họ sẽ nói như thế này, nói như thế kia, nói như thế nọ, được chưa? Họ sẽ phản như thế này, phản đối kia, phản đối nọ, ok. Nhưng mà sao mình cứ từ từ hướng cho họ, để làm gì? Để cho họ suy nghĩ có những cái tích cực hơn, được chưa? Các anh chị vô thì có phải rằng là gì, khi họ làm họ kiếm được tiền rồi mà toàn là họ cũng kiếm được tiền, từ từ sao họ sẽ thay đổi cái suy nghĩ. Các anh chị hình dung á, các anh chị em hình dung rằng là gì, thực ra các anh chị nghèo thì lâu lắm nhưng mà giàu thì nhanh lắm. Các anh chị, những ai từng trải mới hiểu được, người ta lúc mà các anh chị em biết rằng là gì, khi thực sự mà khi mà các anh chị em kiếm nhiều tiền á, nhưng mà các anh chị em chưa trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm á, thì cái lúc đó các anh chị em có nhiều tiền các anh chị em cũng không xử lý gì được đâu. Nên á, cuộc sống á luôn luôn sẽ có những cái hành trình, những cái quá trình. Có nhiều người phải làm rất là cực với rau, làm ngày làm đêm, nhưng kết quả lại không ra nhiều. Nhưng có những người á, họ làm á rất đơn giản, nhưng sao lại ra được nhiều kết quả. Các anh chị anh dùng ạ, nó có giống như là một cái câu chuyện mà gì, tại sao á là gì, sửa một cái máy, một thợ máy tới, người ta tới ta gõ có 2-3 cái, người ta lấy 500 đô. Đó, cái ông mà chủ nhà, ông mới nói sao mà anh gõ có 1 cái 2 cái là anh kiếm được 500 đô rồi dữ à? Không, thực ra sửa tốn có 100 đô à, nhưng cái gõ của tôi á, một cái gõ của tôi á là trị giá tới 400 đô lận. Thì người ta mới giải thích là gì, cái 400 đô đó, cái gõ đó đó là cái kinh nghiệm, cái đã trải qua, cái đã tạo ra rất là nhiều thứ từ những cái thất bại trước đó, từ những cái sự thất vọng trước đó, từ những cái thăng trầm trước đó. Các anh nhìn vô ạ, thì đến ngày hôm nay khi mà họ đã trở thành một người thợ lành nghề và chuyên nghiệp,
họ biết gõ ở đâu, họ gõ vào đâu cái máy nó chạy và máy nó không chạy. Các anh chị em hiểu ý chỗ này, nó giống như bác sĩ vậy thôi. Bữa ban đầu thì những bác sĩ chưa kinh nghiệm thì sao ạ? Thì nhìn bệnh viện bệnh nhân là phải đo hết này đo hết cái kia, hoặc là gì, hoặc là nói chung làm rất là nhiều. Nhưng mà những bác sĩ họ đã trải đời rồi, họ tin tường rồi thì sao? Thì đôi lúc họ nhìn qua họ đã biết rồi các anh chị. Các anh chị hình dung á, nên tại sao á khi đến với nào có nhiều anh chị á, mình đôi lúc có nhiều người họ ganh tị. Đó, tại sao tôi làm nhiều như thế, tôi không được kết quả. Phải. Đừng có nói là mình làm nhiều thì mình sẽ kết quả nhiều, không phải. Các anh chị hình dung ạ. Có những người làm rất là ít nhưng kết quả rất là cao. Ở đây nó có tới hai cái, một là sự nỗ lực. Hai, đó là gì? Đôi lúc có một chút yếu tố may mắn trong đó. Thì sao? Cái sự thành công nó lên. Nhưng mà không phải tự dưng nó may mắn. May mắn không phải tự dưng nó xuất hiện. May mắn á, nó phải có một quá trình. Các anh chị nhìn vô đi á. Nó là một quá trình đúc kết, tự dưng tới lúc đó nó may mắn, nó nở hoa. Đó. Các anh chị em biết rằng là trong cái hệ thống của Mai Rau Quanh này, có nhiều người á, bình thường cực kỳ luôn. Nhưng mà tự dưng ấy, xuất hiện ra được những cái người hệ thống ở đâu đó không biết. Ở bên châu Âu, ở bên Singapore, bên Thái, bên Nhật, bên Hàn, bên Anh, bên Canada. Rất là nhiều. Và tự dưng á, tiền nó về tới nhà cho họ. Về tới những cái làng quê ở Việt Nam. Mà họ đâu có biết đâu. Giống như các anh chị em phải hiểu nè. Vũ chia sẻ cho anh chị em một cái ý như này. Chúng ta có thể đếm được tất cả các cái hạt ở trong một trái cam. Được chưa? Nhưng chúng ta sẽ không biết được một cái hạt đó đó nó sẽ ra được bao nhiêu trái cam. Đúng không? Nên ngày hôm nay Vũ muốn nói với các anh chị rằng là gì? Chúng ta không có từ chối ai hết. Những ai mà khao khát tìm kiếm một cơ hội có thể giúp cho họ đổi đời. Được chưa? Thì sao ạ? Thì các anh chị hãy chia sẻ cho họ về cơ hội của Rau. Và những cái phần nào mà cái quà của các anh chị, đó là gì? Công ty nó trao cho các anh chị 99 đồng miễn phí rồi nè. Và cái ông mà sáng lập á, và cái ông Johan, hai ông đó, đã chia sẻ trên sân khấu á, hai ông giống như rớt nước mắt á. Là không nghĩ rằng là gì, họ chưa tưởng tượng ra rằng là tốc độ phát triển như thế. Nhưng mà ước ao của những người đó là gì? Là tạo ra nhiều công ăn việc làm cho nhiều người, tạo ra cơ hội nhỏ nhất nhưng mà có thể giúp cho nhiều người thành công. Hôm nay Vũ đọc một cái bản dịch đó, thực ra dịch rất là dài, cái dịch trong 2 tiếng. Thì Vũ trong một cái đoạn đó có một cái đoạn dịch, được chưa? Vũ đọc qua thì sao? Thì nó có ghi như vậy nè. Cái cơ hội Rau á, nó không phải là dành cho những siêu sao, những người mà phải là những người này ghê gớm này, ghê gớm kia. Mà họ hướng tới là gì? Dành cho những người bình thường. Được chưa? Không phải là những người tạo ra một siêu hệ thống thì họ sẽ kiếm được thật là nhiều tiền. Mà là gì? Mà làm sao có nhiều người được nhiều tiền, nhiều người đạt được kết quả thành công. Thì cái đó mới quan trọng. Các anh chị em dùng ạ. Nên ở đây Vũ muốn nói với các anh chị em một ý quan trọng nhất. Khi các anh chị em chia sẻ những cái giá trị miễn phí đây nè, thực ra nó là tiền các anh chị. Nó là tiền. Được chưa? Nhưng mà là gì? Công ty trao như vậy để làm gì? Để muốn nói với các anh chị rằng là gì? Họ đang cần một cái số đông. Họ cần cái lượng hệ thống phải đông người. Bởi vì khi đông người thì sao ạ? Thì công ty sẽ tạo ra được những giá trị lớn hơn. Và khi tạo ra được những giá trị lớn hơn thì sao? Thì tất cả chúng ta đều là những người được lợi từ những giá trị đó. Các anh chị em hình dung đi ạ. Ok. Bên cạnh đó, chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà cái số lượng người thất nghiệp rất là cao các anh chị. Số người thất nghiệp rất là cao. Và đây là một cơ hội cho họ. Đây là một cơ hội cho họ. Các anh chị hình dung đi ạ. Sau này khi họ có công ăn việc làm trở lại, họ có thể đi làm. Nhưng họ vẫn có thể đến với Rau thông qua chiếc điện thoại của họ. Đúng quá. Tại vì Rau là 100% online mà. Nên á, các anh chị em phải hướng tới là gì? Đây là một chương trình Rau đang tạo ra. Ngoài cái việc giúp cho những con người không có đủ tài chính vẫn có thể tham gia được. Được chưa? Cái thứ hai là muốn nói với các anh chị rằng là gì?
muốn thông qua các anh chị trao gửi một cái gì đó đến cho một người nào đó mà các anh chị em yêu quý, cho họ một cái tài khoản miễn phí 99 đồng, được chưa? Đó. Và cái ý thứ ba muốn nói tới các anh chị em điều đó là gì ạ? Đó là thời kỳ này cái số lượng người không có việc làm, thất nghiệp nó rất là đông, rất là nhiều các anh chị, hình dung. Và đây là một cơ hội cho họ bước tới một cái nơi mà có thể rằng là gì, có thể giúp cho họ có thêm một cái nguồn thu nhập thông qua nền tảng internet. Các anh chị em hình dung nhé. Ok ha. Nên đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Rồi, bây giờ Vũ sẽ muốn chốt lại cho các anh chị em thêm một ý nữa. Khi chúng ta phát triển hệ thống, điều mà chúng ta cần phải thấy đó là gì? Nhắc lại nha. Chúng ta sẽ có thể đếm được một cái quả, một cái trái cây này, một cái quả giống như quả cam đi. Đó, hay là quả dưa hấu đi. Đó, hay quả ổi đi. Chúng ta có thể đếm được các cái hạt, được chưa? Trong một quả ổi, trong một quả cam, trong một quả quýt, trong một quả nào không biết, chúng ta có thể đếm được các hạt đó. Nhưng chúng ta sẽ không đếm được, và chúng ta sẽ không biết được một cái hạt đó nó sẽ ra được bao nhiêu quả táo khác, quả cam khác, quả dưa hấu khác, quả ổi khác. Ý muốn nói với các anh chị rằng là gì? Khi xây dựng hệ thống, chỉ cần một ai đó khao khát muốn thay đổi cuộc sống, muốn thành công thì sao? Thì rao là một cơ hội đó các anh chị. Và mình không từ bỏ ai hết. Người ta có một cái tự tính này, chuyện của họ, được chưa? Mình không hợp, mình kêu người khác chăm sóc họ, hướng dẫn cho họ, được chưa? Ok ha. Đó, rồi á, những cái người này, những cái người kia, đúng không ạ? Thì sao? Mới ban đầu có thể họ chưa biết, thì họ sẽ nói này nói kia. Chúng ta sẽ chia sẻ những cái giải, mình hướng dẫn cho họ từng bước, thì từ từ họ sẽ cảm nhận được nhiều điều hơn. Ok. Còn những ai mà sao có những cái yếu tố tiêu cực thì cách tốt nhất là gì anh ơi? Khi nào anh cảm thấy thoải mái, khi nào anh thấy hay thì hay, khi nào mà anh hiểu rồi thì anh hãy làm. Tốt nhất rằng là anh đừng nên làm đó. Khi mà anh chưa hiểu gì hết, anh cứ đừng có phán này phán kia. Tốt nhất anh đừng có phán này phán kia. Ok ha, đừng có nói này nói nọ chi mất hay. Ok, được không ạ? Bởi vì sao? Đây là một cơ hội. Nó không phải mới có một người, nó cũng không phải mới có 10 người, nó cũng không phải mới có vài ngàn người. Mà cơ hội của cái này này đang hiện hữu này là trên 3 triệu thành viên rồi đó. Nếu anh đang nói nó như thế này, như thế kia thì anh phải nên nhớ rằng là có hơn 3 triệu thành viên đang ở trong rào đó các anh chị. Các anh chị em hình dung ạ? Thế bữa sau nó lên 10 triệu thành viên đi. Thế là cái lên rao lừa đảo, rao lừa đảo. Mày lừa đảo giùm tao đi, mày lừa giùm tao 10 triệu thành viên đi. Mà toàn là châu Âu không đó, toàn là tụi giỏi không đó. Đó, tụi Singapore không đó, tụi Hồng Kông không đó, tụi Anh không đó, tụi Canada không, tụi Úc, tụi New Zealand không đó, tụi Đức không đó, tụi Pháp, tụi gì đó, tụi Việt Nam không đó. Nên á, có nhiều người họ tiêu cực lắm đó. Ngay cả nhiều người á, khi thấy nhiều người Việt Nam đứng trong top của thế giới, họ còn không thích nữa các anh chị. Có nhiều người đến mức mà họ thấy những người Việt Nam nằm trên top, họ còn ganh tị, họ còn ghét, họ còn không thích. Họ nói rằng là gì? Nếu chỉ Việt Nam chơi thôi thì sao ạ? Thì không hay. Đúng, nếu mà những cái sân mà đa phần, những cái sân mà đầu tư, các anh chị em để đi, những cái sân mà nó chết nhiều rồi đó, thì đa phần là gì? Việt Nam với Trung Quốc chơi nhiều, được chưa? Các anh chị hiểu ạ? Đa phần là như hoặc là Campuchia hay là Malaysia hay là ví dụ giống như hay là một số nước, được chưa? Nhưng các anh chị em phải hình dung như thế này này, ở round thành viên thì nó đông rồi, nhưng cái vấn đề của ngày hôm nay nó nằm ở câu chuyện rằng là gì? Chúng ta may mắn là những người đi đầu của thế giới các anh chị. Các anh chị hình dung ạ? May mắn của chúng ta đó là gì? Chúng ta đã có kinh nghiệm để phát triển ra cộng đồng thế giới. Đó là cái vấn đề các anh chị. Đó là cái mà chúng ta hướng tới. Trong cộng đồng của thế giới làm gì có ai tạo ra được một hệ thống website như myrao1.com? Làm gì có. Đúng không? Đó là sự thật mà các anh chị. Đó là cái mà chúng ta cần phải thấy.
đâu có ai co đâu, đúng không? Và đâu có phải là ai cũng làm đâu. Họ làm theo phương thức truyền thống từ trước, đó là cũng làm network, nhưng mà họ là những người tiên phong. Thì sao họ mở thị trường này, mở thị trường kia thì mình không nói tới. Nhưng mà góc độ tác động hệ thống thì sao? Chúng ta đang tạo ra một cái gì? Một cái làn sóng rất là lớn. Và chúng ta chia sẻ ra toàn cầu. Chuyện mà chúng ta lên top nhiều, đúng không ạ? Đó là điều tuyệt vời các anh chị. Điều là điều tuyệt vời. Các anh chị phải nên nhớ một cái điều như thế này này. Tất cả chúng ta mà lọt vào những cái bể 1, bể 2, bể 3, bể 4, bể 5, tới bể nhiều bể, tới 10, bể 15, bể 16, hay bể 17, hay bể 18 đi. Chúng ta tới 18 cái bể mà các anh chị. Đúng không ạ? Và nếu hệ thống Việt Nam đi, một ngày nào đó mà chúng ta không làm nữa đi, mà thế giới này nó làm, thì hàng tháng chúng ta vẫn được chia 40% mà. Đúng không ạ? Đó là cái vui đó các anh chị. Đó là cái mà chúng ta cần phải thấy. Đúng không ạ? Đó là luật của công ty đưa ra rồi. Đó là cách thức chia rồi. Nên là các anh chị em phải nhớ tới rằng là gì? Tại sao mà chúng ta làm đầu tư nhiều? Chúng ta hướng tới cái chuyện đó là gì? Lan tỏa ra toàn cầu. Tại sao cái website Myra One có tới 7-8 thứ tiếng? Bởi vì chúng ta muốn lan tỏa ra. Đúng không ạ? Vũ nói rằng là sắp tới sẽ có nhiều thứ tiếng nữa. Nhưng mà từ từ, từng bước. Đó, từng bước chúng ta sẽ làm ra nhiều thứ tiếng. Chúng ta làm khoảng tầm 20 thứ tiếng thử coi. Wow, hệ thống chúng ta sẽ lan tỏa rất là nhiều các anh chị. Đó, đó là cái vấn đề. Các anh chị em phải nhớ tại sao mà bây giờ chưa có tiếng Nhật. Thực ra dịch ra tiếng Nhật cũng được. Nhưng mà tại vì sao chúng ta chưa tìm ra được một người làm ở trong rau giỏi, họ hiểu được bản chất. Thì sao? Mình kiếm cái người đó đó. Là những người chẳng hạn giống bên Nhật, người Việt của mình này, họ biết tiếng Nhật này. Được chưa? Họ dịch cái slide ra bằng tiếng Nhật. Thì lúc này sao? Thì lúc này chúng ta có thể phát triển được. Nhưng mà tại giờ mình chưa có. Chứ mình thuê, tất nhiên mình thuê một người ngoài đó dịch cũng được. Nhưng mà mình á, nhiều khi dịch nó sai ý. Các anh chị mình vô, nó dịch sai ý. Đó, nên rằng là gì? Mình chưa thấy ra thôi. Hoặc là ví dụ tiếng Hàn, đúng không ạ? Tại vì mình chưa có. Có hệ thống nhưng mà chưa nhiều. Thì từ từ chúng ta sẽ có. Các anh chị mình vô, hoặc là tiếng Campuchia đó, hoặc là ví dụ tiếng mà tiếng Myanmar hay là tiếng gì đó, thì các anh chị nhộng sẽ có nhiều cái, từ từ chúng ta sẽ có. Nhưng mà tạm thời chúng ta đã có được sao, có được 6-7 thứ tiếng rồi, thì có phải rằng từng bước chúng ta sẽ làm đi, nó sẽ tốt hơn. Các anh chị hình dung ý ha, đó là cái mà chúng ta nhiều khi chúng ta làm á, từng bước chúng ta sẽ trải nghiệm đó, và chúng ta thấy được rằng là gì, cái sự lớn mạnh á của chúng ta, nó lan tỏa đôi lúc đó chúng ta không ngờ được. Các chị Vũ không ngờ có một cái người rất là máu lửa, là anh MC ha, là như là Dương MC, đúng anh ở bên nước Anh đó, là người Việt ở bên nước Anh, anh tham gia của Rao có 4 ngày thôi, đúng không? Mà anh là gì, anh hỗ trợ cho đó là gì, anh là anh quay lại cái live stream của Rao trong 2 tiếng thì anh có giao lưu chia sẻ, đúng không? Anh hào hứng nhiều khúc anh chưa hiểu rõ hết, nhưng mà sao, nhưng mà cái sự hào hứng của anh rất là tuyệt vời. Các anh chị không? Từng ngày từng người họ coi đây giống như là sự nghiệp của họ, thì sao họ phát huy đó, mỗi người chúc mà chúng ta bắt đầu lan tỏa ra. Rồi có những anh sao ở bên hình như Phần Lan cũng vậy, những người Việt ở bên Phần Lan bây giờ cũng hình như cũng lên director 2-3 sao rồi, hoặc là người Việt ở bên Nga rồi phát triển ra những người cộng đồng ở bên đó. Đó, cái đó là chúng ta cần phải thấy. Đúng không ạ? Nên rằng là đừng có nghĩ rằng là gì, Việt Nam phát triển nhiều, nhiều khi chúng ta không thấy đâu. Hiện nay doanh số từ hệ thống Myra One ở toàn cầu các anh chị, ở toàn cầu các anh chị, không phải nói, Vũ nói thiệt các anh chị rằng là chẳng qua là Vũ chỉ nói người Việt Nam thôi. Đó, chứ mà Vũ không nói tuyến dưới Vũ ở các nước khác. Các anh chị vô ạ, nó nhiều lắm. Và nhiều người ở trong hệ thống của chúng ta tuyến dưới ở khắp thế giới, chẳng qua là mình không nói tới thôi. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì họ là người Việt nhưng họ ở bên nước ngoài, nhiều người có quốc tịch bên đó, thì nên là mình không có nói. Mình đang hướng tới những người đang sống trong Việt Nam. Các anh chị em hình dung ý á. Nên á, Vũ ít nói những cái người Việt của chúng ta, những tuyến dưới, những người Việt chúng ta ở nước ngoài, phát triển ra những người ở nước ngoài. Nên là Vũ ít nói, mà Vũ chỉ nói trong nước thôi.
Tại sao Vũ đang hướng tới để giúp cho các anh chị em thấy được một cục diện đó là gì? Cái việc chúng ta nhân rộng phát triển ở trong nước, bắt đầu từ từ chúng ta lan tỏa ra quốc tế. Đó là một cái lợi hơn. Các anh chị nhớ ạ, bởi tại sao vậy? Bởi vì một năm, mình nói luôn, hàng năm có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người Việt ở khắp thế giới cũng gửi quà, gửi tiền về cho Việt Nam mình mà. Đúng không? Gửi tiền về cho bà con của mình, cho anh em mình, cho bạn bè nhà mình. Thì sao? Gửi về thì cái đất nước này mới tốt nhiều như thế này chứ. Một năm gửi về biết bao nhiêu tỷ đô các anh chị. Các anh chị phải thấy. Mà ngày hôm nay chúng ta có một cái cơ chế, một cái kinh doanh toàn cầu. Thì có phải rằng chúng ta phát triển ra toàn cầu thì chúng ta lại đưa được tiền về không? Thay vì các anh chị em được người nước ngoài phải gửi tiền về để hỗ trợ cho các anh chị. Đúng không? Chia sẻ cho các anh chị. Thì ngày hôm nay các anh chị có cơ hội để có thể làm gì? Để phát triển ngược ra thế giới. Thì đây là một cái cơ hội thì chúng ta có thể kiếm được tiền từ thế giới đem về. Giúp cho gia đình của chúng ta, bà con của chúng ta, dòng họ nhà chúng ta, phường, xã chúng ta. Đúng không? Quận, huyện của chúng ta, thành phố của chúng ta, đất nước của chúng ta. Đó, đó là cái mà chúng ta cần phải thấy. Ok. Rồi. Thì đó là những cái điều mà Vũ muốn chia sẻ cho các anh chị. Nên khi tham gia vào RAO có những cái điều tích cực hơn. Đúng không? Tích cực hơn. Và cùng nhau chúng ta sẽ chia sẻ người này, chia sẻ người kia, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Những anh chị em nào mà đã hiểu rồi, đã nắm rõ rồi thì sao? Thì hãy cố gắng hỗ trợ cho những người khác, giúp cho họ phát triển hơn nữa. Được chưa? Giúp cho họ đạt được những cái điều mà sao? Chẳng hạn như là lên cấp. Đó, giúp cho họ lên cấp được nhiều hơn, rồi giúp cho họ đạt mức thu nhập. Ok chưa? Lâu lâu chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ, đúng không? Chúc lời, những lời chúc phúc cho họ. Đó, đó là những điều mà chúng ta cần phải làm. Được chưa? Ok ha. Đó là những cái điều mà Vũ muốn chia sẻ. Và xin lưu ý các anh chị em như thế này. Hình như trong tối hôm nay có một số người họ dùng những cái hình trên cái nhóm Mai Rao Quanh trên Facebook. Thay vì là họ để cái họ để ghi như thế này là sau ngày, hình như là sau ngày 1 tháng 5. Là không KYC là không được chia. Không phải. Các anh chị em phải nhớ này, KYC á là trước sau gì chúng ta cũng phải KYC. KYC là gì? Để bảo vệ cái tài khoản của chúng ta. Được chưa? Nhưng các anh chị phải nhớ một điều như thế này. Đó là gì? Đó là nó không có hạn về thời gian. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Ý thức thôi. Nếu mà mình xác định mình làm việc với RAO thì mình cần phải KYC. KYC để bảo vệ tài sản, bảo vệ cái tài khoản của mình. Được chưa? Còn khi mà các anh chị em giữ được email, giữ được mật khẩu, đảm bảo, tin tưởng chắc 100% là các anh chị em đảm bảo không một ai biết, thì sao? Thì các anh chị em có thể chưa KYC cũng được. Được chưa? Nhưng mà trước sau thì các anh chị cũng phải KYC. Bởi vì chỉ có KYC xong thì các anh chị em mới rút được tiền về thôi. Các anh chị em hình dung ý ha. Nên á, ở đây nó không có ngày hạn định. Được chưa? Nên là có nhiều người là copy nguyên cái hình đó, trong đó có tên của Vũ đó, nhưng mà sửa lại lời nói để phải bắt mọi người phải như thế này, ngày này, ngày này. Nó là không đúng. Được chưa? Các anh chị em lưu ý là các anh chị em có theo dõi thông tin á, thì các anh chị em vô cái group myrao1.com trên cái Facebook để các anh chị em theo dõi. Chứ đôi lúc là gì? Đôi lúc là người này chụp hình này rồi sửa này, post lên, nhiều khi gây ảnh hưởng tâm lý cho mọi người. Đó là điều không tốt. Ok ha. Rồi, Vũ muốn nhắn gửi các anh chị em như thế này. Đó là gì? Tất cả những ai tham gia trước ngày 29 thì tất cả mọi tài khoản đều có được một vé miễn phí. Được chưa? Rồi, vào 9 giờ tối giờ châu Âu CET, đúng không? Là bắt đầu nó xuất hiện cái code đó. Được chưa? Và trong 100 giờ thì các anh chị em khi giới thiệu một ai đó, các anh chị em có thể lấy cái code đó chia sẻ cho họ. Ok chưa? Còn thêm một cái nữa, đó là gì? Khi mà công ty bắt đầu chia lợi tức, gọi là gì? Công ty kiếm được lợi nhuận, bắt đầu công ty chia vào tất cả các tài khoản, thì khi mà các anh chị em muốn rút được tiền, khi các anh chị em muốn rút được tiền thì sao ạ? Thì là các anh chị em phải nhớ điều này nè, là các anh chị em muốn rút được tiền trong RAO thì các anh chị em phải KYC. Được chưa? Khi nào các anh chị em muốn rút được tiền thì sao? Các anh chị em KYC. Còn nếu anh chị em nào mà tạo code thì chưa KYC vẫn có thể tạo code được. Các anh chị em dùng ý ạ.
Đó, đó là cái mà các anh chị em lưu ý. Nên rằng là khi mà các anh chị em thấy những cái gì đó, mà những cái thông tin gì đó mà nhiều khi mà nó chưa đúng, thì các anh chị em phải kiểm tra lại. Nên là đừng có chia sẻ lung tung. Đó, như vậy làm đôi lúc ảnh hưởng những người khác, nó không tốt, ok ha. Các anh chị em lưu ý, nó sẽ có mấy cái kênh thông tin. Một là thông tin nằm ở trên website của Rao. Khi các anh chị em đăng nhập vào tài khoản của mình, trong phần tin tức thì sao? Thì các anh chị em thấy được tất cả tin tức. Vũ muốn nhắn gửi cho các anh chị em một điều. Mặc dù ha, Vũ làm thị trường của Rao, đúng không? Dù có lên resident đi nữa, thì tất cả mọi thông tin từ công ty không có chia sẻ. Khi công ty chia sẻ, công ty chỉ chia sẻ trước đó khoảng tầm 3 tới 8 tiếng thôi. Nhưng mà là chia sẻ chung. Sẽ làm một cái buổi Zoom, hay là đâu, làm một cái buổi webinar. Công ty chia sẻ, nó sẽ như thế này. Được chưa? Rồi, thì từ cấp bậc director tới cấp bậc resident, thì công ty sẽ chia sẻ hết. Tất cả những cấp bậc đó công ty gửi email về cho tất cả các anh chị. Thì sao? Lúc này các anh chị em vô, các anh chị em nghe. Thì lúc này để làm gì? Để các anh chị em nắm bắt, để các anh chị em chia sẻ trong hệ thống. Sau đó khoảng tầm 2 tiếng hoặc là 6 tiếng hoặc 8 tiếng, nói chung trong khoảng khung đó, thì tin tức đó sẽ được cập nhật lên trên hệ thống. Nhưng khi nào phải có cái gì đó nó tin tức lớn lắm á, thì họ mới báo thôi. Các anh chị nhớ. Còn không á, tất cả mọi thông tin là họ cập nhật trên phần tin tức hết. Các anh chị em hiểu chỗ này nè. Đây là một cái mà Vũ cũng thấy hay. Tất cả mọi thứ, chiến lược hay gì đó, chia sẻ gì đó, họ đưa phần tin tức để làm gì? Để tất cả mọi người biết. Chứ không phải rằng là thông qua ông leader này, là ông leader này biết được thông tin, rò rỉ thông tin. Các anh chị em hiểu hình dung á. Bởi vì Vũ nói các anh chị này, cái công ty Rao này này, mọi chiến lược, mọi thứ, tất cả mọi thứ, mọi thông tin luôn, tất cả những cái chương trình này, chương trình kia, không có leader nào biết hết. Không có bất kỳ ai biết hết. Chỉ có ban lãnh đạo công ty biết thôi. Và họ sẽ thông báo cho đội ngũ mà làm cho công ty á, đội ngũ mà được trả lương cho được công ty trả lương á, là up lên phần tin tức rồi. Còn lại á, các leader không ai biết gì hết đâu. Không ai biết thông tin gì đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các anh chị em biết rằng là gì, rất nhiều hệ thống từ xưa tới nay thường thường là bị ảnh hưởng bởi leader. Khi leader cầm trịch công ty kiểu mà giống như là gì, nhiều khi leader gây ảnh hưởng luôn cả công ty. Các anh chị em giúp ạ. Nên là nhiều công ty á, các anh chị em có để không, nhiều leader bỏ cái công ty đó đi làm công ty khác, cái công ty nó sụp luôn. Đó là sự thật các anh chị. Nhiều leader á, khi mà làm cái công ty đó, họ cầm trịch cái công ty luôn, họ deal với công ty đó, họ nghỉ công ty đó, gây ảnh hưởng rất là lớn. Các anh chị em, đối với Rao là gì, ai cũng như nhau, cấp thì chẳng qua lên cấp nhiều thì được hưởng nhiều thêm xíu thôi, trong cái bể đó thôi, còn thông tin là như nhau. Anh chị em mới hay Vũ hay là bất kỳ ai, leader nào cũng như nhau, chẳng qua là có kinh nghiệm hay là có những cái phần này, hướng dẫn kia thì Vũ chia sẻ lại thôi. Còn mọi tin tức về Rao thì tất cả các anh chị em như nhau. Nhiều khi công ty vừa mới ra tin tức đó, các anh chị em bấm vô, các anh chị em đọc trước, thì các anh chị em biết thông tin trước Vũ. Tại vì lúc đó nhiều khi Vũ đang ngủ chẳng hạn. Các anh chị em hình dung, lúc đó nhiều khi Vũ đang ngủ, Vũ ngủ trái giờ với các anh chị. Nhiều khi các anh chị em đọc được tin tức đó, các anh chị em biết trước. Nhiều khi các anh chị em gọi Vũ, Vũ cũng chưa biết thông tin mà. Vũ phải mở ra thông tin, Vũ mới xem. Đó, khi xem xong mà chưa hiểu thì Vũ bắt đầu mới hỏi. Vũ nắm bắt tình hình, Vũ xem lại, xong bắt đầu Vũ mới chia sẻ cho các anh chị. Các anh chị em hình hiểu ý ha. Nên á, cái hay của Rao á, Vũ nói thật, đó là cái hay của các anh chị. Là công ty không lệ thuộc vào bất kỳ một leader nào trên toàn cầu hết. Đó là cái hay của anh chị. Tại vì họ luôn luôn giữ vững lập trường. Họ luôn luôn giữ vững được cái tinh thần của họ. Tinh thần khởi nghiệp. Tinh thần của họ. Họ không bị ảnh hưởng bất kỳ ai. Chính vì họ không bị ảnh hưởng các hệ thống, các leader. Tại vì các anh chị em thấy nhiều công ty không? Leader xin xỏ là công ty sẽ chiều theo cái leader. Chiều theo leader. Mày làm cái này đi, mày phải cho tao cái này thì tao mới làm. Gọi là giống như là gì, người ta hay gọi là leader deal với công ty. Thật ra công ty nào mà được leader mà deal á, là công ty nó sắp dẹp rồi đó. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ?
Các anh chị em hình dung ý ha. Đó là cái hay của Rao các anh chị. Tại vì họ đã tạo ra công ty tỷ đô rồi. Họ làm trong ngành này lâu rồi. Họ hiểu rồi. Và họ thấy được nhiều điều. Và họ tránh xa những cái điều đó. Nên á, nhiều người cứ nghĩ rằng là gì? Là muốn làm chùm này chùm kia. Vũ đâu có phải là ông chùm gì ghê gớm trong Rao đâu. Cũng giống như tất cả các anh chị em thôi. Các anh chị em phải hiểu như thế. Chẳng qua là gì? Bây giờ Vũ nói chia sẻ các anh chị thật này. Để cho anh chị em biết này. Tất cả thu nhập của mọi người giống nhau hay các anh chị? Khi các anh chị em đạt smart out rồi, các anh chị em nhiều tiền hơn Vũ luôn. Các anh chị em hình dung ạ. Khi các anh chị em đạt smart out, các anh chị em nhiều hơn Vũ luôn. Có nhiều người đạt smart out 2 tài khoản, 3 tài khoản. Các anh chị. Nên là gì? Nên là các anh chị em phải thấy được một điều là gì? Tất cả mọi người tham gia như nhau. Người ta chỉ có là gì? Phân cấp bậc để làm gì? Để người ta biết ở cái người đó họ làm là gì? Có nhỉnh hơn người khác một xíu. Đúng không ạ? Rồi được lên nhiều cái bể hơn một xíu. Để là cái gì? Để tìm ra được cái người đó. Để làm gì? Cái người đó có khả năng dẫn dắt mọi người. Cái người đó có khả năng hỗ trợ cho mọi người. Đó là cái hay các anh chị. Đúng không ạ? Nó làm như thế, nó giúp cho con người ta là gì? Thoải mái tinh thần. Không có nặng trẻ gì nhau hết á. Đó, mấy cái ông mà cách đây 70 ngày trước á, mới bắt đầu tham gia. Bây giờ mấy ông mắc ao hết rồi. Thì mấy ông nói, ờ ha, anh Vũ cũng từng đó. Mà người đó cũng từng đó. Và tất cả mọi người cũng như nhau. Không có ai mà xin xỏ của nhau. Không ai phải nặng kẻ với nhau hết. Giờ Vũ nói anh này, Vũ nói với mọi người này. Tuần này anh được nhiều. Dạ 20.000. Thế anh Vũ được nhiều. Dạ cũng chỉ từng đó thôi. Vậy hả? Trời ơi, làm lâu rồi, hệ thống to về ngoài cũng có từng đó thôi hả? Dạ, cũng từng đó thôi. Các anh chị mình dùng ạ. Vũ có hỏi tiếng trên của Vũ, trời ơi, hệ thống của nó là bao la luôn các anh chị. Có một cái ông kia, ông mới mở được 11 like thị trường Ấn Độ. Tiếng trên của Vũ á, mở được 11 like thị trường Ấn Độ. Và trong tuần vừa, cách đây khoảng 10 ngày, thị trường Ấn Độ lên tới 4 director các anh chị. Và Vũ nói các anh chị em biết luôn, thị trường mà chúng ta phải đánh đó là thị trường Ấn Độ. Tại vì cách đây khoảng tầm gần nửa năm. Hình như là gần nửa năm trong vòng đâu. Hình như mới cách đây khoảng tầm 2 tới 3 tháng thôi. Là ở Ấn Độ được phép giao dịch bằng Bitcoin rồi các anh chị. Và các anh chị em phải hướng tới đó là gì? Thị trường Ấn Độ là thị trường tỷ dân. Được chưa? Thị trường Ấn Độ là tỷ dân. Thứ nhất, thứ hai, thị trường Ấn Độ tiếng Anh nó giỏi lắm. Giỏi hơn những cái quốc gia khác. Được chưa? Và cái thứ ba là sắp tới đây á, có một làn sóng đầu tư vào thị trường Ấn Độ. Ồ, nên các anh chị em cần phải nhớ rằng là gì? Chỉa hết những cái công cụ để làm sao phát triển được thị trường Ấn Độ. Chẳng hạn giống như đặt cái tên. Vũ muốn chia sẻ luôn các anh chị này. Đang còn thời gian trước 12 giờ. Đó, Vũ sẽ chia sẻ các anh chị em tấn công vào thị trường Ấn Độ. Dễ lắm. Tất cả những cái từ khóa các anh chị em sử dụng bằng tiếng Anh. Được chưa? Ví dụ YouTube bằng tiếng Anh, Facebook bằng tiếng Anh, đường link bằng tiếng Anh hay web gì đó, các anh chị em search, các anh chị em gắn vô. Ví dụ giống up lên một cái đoạn phim bằng tiếng Anh trên YouTube, các anh chị em để là Rao One India, 10 clip Rao One India, hệ thống các anh chị em có 100 người, các anh chị em làm 100 clip. Và trong một cái clip đó các anh chị em gắn đường link myrao1.com/username các anh chị. Các anh chị em đánh vào thị trường Ấn Độ đi. Các anh chị em làm những cái lớp của Ấn Độ. Các anh chị em tạo ra những cái web cho Ấn Độ. Các anh chị em làm hết cái gì đó liên quan tới Ấn Độ. Rao1 India. Là chúng ta sẽ phát triển được cả thị trường Ấn Độ các anh chị. Ok chưa? Nên là các anh chị em phải hướng tới. Các anh chị em muốn đánh cái thị trường nào thì các anh chị em tập hợp lại cái nhóm của các anh chị. Được chưa? Nhóm mà tham gia cái 99 đồng thôi. Các anh chị em hệ thống có 100 người luôn. 100 cái lớp viết bài Rao1 India, Rao1 Cambodia, Rao1 Thailand, đúng không ạ? Rồi Rao1 Malaysia. Hết một loạt trên YouTube, hết một loạt trên Facebook. Đó, hết một loạt trên log. Log này có Logger nè, rồi có WordPress nè, đúng không ạ? Có SlideShare nè, có nhiều công cụ lắm các anh chị. Đó. Vấn đề là chúng ta cần phải tạo ra được thị trường từ các nước. Ok chưa? Các anh chị vô ạ. Hoặc là các anh chị em có thể, nếu mà ai giỏi nha. Tại vì góc nhìn
Tại vì Vũ đã từng làm các anh chị. Vũ làm việc này nhiều năm rồi. Và Vũ phát hiện ra một điều. Một mình Vũ làm không thành công. Nếu mà chi tiền quảng cáo thì nó lớn lắm. Nhưng nếu hệ thống của chúng ta có 100 người, 1.000 người cùng làm như thế. Được chưa? Hoặc là ví dụ những anh chị em nào mà có Facebook á, tạo ra cái group hay là tạo ra một cái fanpage hay là tạo ra một cái kênh nào đó. Rao One India. Đó. Hoặc Rao One Thailand. Rao One Indonesia. Rao One Philippines. Rao One Việt Nam. Rồi Rao One gì đó. Tạo ra. Nhiều kênh vô. Lúc này chúng ta sẽ sao? Lúc này có nhiều người đi tìm kiếm mà các anh chị. Nó giống như mà đi vô mà giờ mà tìm kiếm mà Rao One Việt Nam á. Ta nói đầy luôn. Đúng không? Đó. Đó là cái mà các anh chị em cần phải chú ý. Nhiều khi trúng đúng một người thôi là xong phim các anh chị. Mà bây giờ các anh chị em biết hệ thống của Rao One á, người ta có thể thanh toán được bằng thẻ Visa nữa. Thì điều tuyệt vời. Thanh toán Bit cũng được, thẻ Visa cũng được. Hoặc là gift code thì cho mình có thể chia sẻ cho họ, mình có thể bán cho họ, mình giao lưu với họ. Nhưng cách tốt nhất là gì? Có thẻ Visa rồi thì sao ạ? Người ta có thể tự động thanh toán. Ok chưa? Các anh chị em phải hình dung như vậy nè. Chúng ta có 100 người. 100 người, hệ thống của chúng ta có 100 người. Mà 99 người cùng làm. Mà 99 người này á, họ làm. Và người 100 này cùng làm. Nhưng mà lỡ mà người 100 này giới thiệu được một người giỏi, thì có phải là 99 ông này đều được hưởng lợi doanh số từ giỏi của một ông giỏi này phát triển được thị trường Ấn Độ không? Một ông giỏi này phát triển được thị trường Thái Lan không? Một ông giỏi này phát triển được thị trường Philippines không? Một ông giỏi này phát triển được thị trường Châu Phi không? Một ông giỏi phát triển được thị trường Canada không? Chính giới của Vũ có bên Canada các anh chị, và phát triển cả cái thị trường Trung Quốc luôn. Hình dung không ạ? Các anh chị hình dung. Đó, tuyến dưới của Vũ ở bên Philippines, ngày hôm nay nó giới thiệu qua bên Pakistan, ra thị trường Pakistan, nó giới thiệu Canada, và người ta bây giờ lên director các anh chị. Đó, rồi phát triển qua Nga. Đó, nên là gì? Các anh chị phải nhớ được một điều rằng là gì? Chúng ta tập trung phát triển trong nước, và những người trẻ, những người mà gọi là biết về những cái vấn đề Internet này này, đó, thì nên tập trung hướng tới thế giới nữa. Ngoài cái việc chúng ta chia sẻ trong cộng đồng Việt Nam, chúng ta phải chia sẻ ra cộng đồng thế giới. Và chúng ta gắn những người cộng đồng thế giới đó nằm trong cái dây chục đó để làm gì ạ? Để được nhiều người cũng được hưởng lợi. Đó, chỉ cần đúng một người thôi, xong phim các anh chị. Các anh chị nhiều ha. Ok ha. Đó là cái mà Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em thấy được rằng là gì? Đây là một thời điểm mà chúng ta có thể lan tỏa cái công việc kinh doanh này ra toàn cầu. Được chưa? Đó, trong cái thời kỳ này mà chúng ta làm được cái điều đó. Và các anh chị em biết được điều rằng là gì? Đó là trong chương trình mà gọi là chiếc nón kỳ diệu thôi. Là Việt Nam của chúng ta đã trúng rất là nhiều các anh chị. Đúng không ạ? Đó là đúng rất là nhiều. Vậy thì nếu mà những cái gì đó lớn lao sắp tới đây, mà chỉ cần một Việt Nam mà trúng thôi. Ôi giời ơi! Các anh chị em biết rồi đó. Một người trong một cái tỉnh đó mà trúng một tờ vé số độc đắc thôi, thì ngày mai á, là cả cái tỉnh đó nó không có vé số để mà bán. Đúng không ạ? Hãy hiểu cái điều đó đi. Thì các anh chị em phải nhớ một điều là gì? Ở Rao mà chỉ cần trúng một phát thôi, mà người Việt Nam thôi, ta nói rằng là nó đồn một phát đó, là đừng có nói là 64 tỉnh thành này, báo chí nó cũng đăng lên luôn đó chứ anh chị. Chỉ cần một người mà nó trúng cái vấn đề rằng là gì? Khi mà trúng á, thì nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Ơ, cái nhóm này nó có đóng thuế chưa? Cái nhóm này nó trúng 10 triệu đô, nó đã nộp thuế 5% hay 10% chưa? Rồi nó như thế này, như thế kia chưa? Sự thật các anh chị em phải chuẩn bị tinh thần đi ạ. Bởi vì mình không biết được đâu ạ. Mình không biết được lúc nào nó sẽ gõ cửa với mình. Được chưa? Nhưng mà phải nhớ được điều rằng là gì? Lỡ đó mà nó trúng vô các anh chị á, thì các anh chị em phải nhớ biết cách mà xử lý số tiền mà các anh chị em có. Còn không là các anh chị em sẽ bị khổ các anh chị. Các anh chị em phải lưu ý một điều rằng là tất cả phần lớn những người nào mà chưa từng có nhiều tiền mà trúng vé số, thì sau đó họ nghèo hơn cái lúc mà họ chưa trúng vé số. Còn những người nào mà quản lý được tiền thì sao? Trúng vé số cỡ nào đi nữa thì họ cũng giàu lên nè. Các anh chị em lưu ý chỗ đó. Ok ha. Nhưng các anh chị em phải nhớ một điều á, là gì? Mình không phải rằng là trông chờ về trúng vé số. Không phải.
khi các anh chị em giới thiệu đúng được một người giỏi thôi, một người có khả năng làm được độc lập thôi, một người chỉ cần có khả năng làm độc lập thôi, nó có khả năng giúp cho anh chị em kiếm được 20.000 một tuần max out thu nhập. Cái đó nó còn hơn cả chúng số các anh chị. Cái đó còn hơn cả chúng số. Và ở hệ thống rau này có rất là nhiều người chúng số như thế các anh chị. Tại sao vậy? Tại vì lỡ mà các anh chị em chỉ cần một người chúng thôi, các anh chị em chỉ cần giới thiệu đúng một người giỏi thôi, một cái người biết làm việc thôi, một người biết độc lập làm thôi, được chưa? Các anh chị em có thể kiếm max out thu nhập. Lúc đó nó còn kinh hơn cả chúng số các anh chị. Bởi tại sao vậy? Chúng số là các anh chị em có nguyên một cục tiền thật là bự, mà lúc đó các anh chị em không biết xử lý, nó sẽ còn gây nguy hại cho các anh chị. Nhưng mà max out thu nhập á, thì sao? Tuần nào nó cũng về hết, lỡ có xài hết. Đúng không? Khi mình xài số tiền đấy đi, tại sao mình ngu vậy ta, mình xài nó sai ta, xài không đúng mục đích ha. Tuần sau mình có lại 20.000, mình sẽ biết xử lý là. Các anh chị em hiểu ý. Các anh chị em hiểu ý cho này. Có nhiều người có một cục tiền, và khi họ ra một quyết định và cục tiền nó mất tiêu, bắt đầu họ ân hận. Bởi vì sao? Họ không thể có được cục tiền thứ hai bằng cách chờ mua vé số. Các anh chị em hiểu ý cho này không? Nhưng cái max out thu nhập á, cái hệ thống đó nó mới quan trọng. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì tuần này mà chúng ta có lỡ, gọi là gì, mua ngu đi, ví dụ giống như là không kiểm soát được cảm xúc, đi vô một cái siêu thị nào đó, thấy một cái túi rất là đẹp đó, hay một cái gì đó nó rất là ok, mua một cái, tự dưng hết cái số tiền đó, nhưng mà về không thỏa mãn. Ôi trời ơi, tự dưng là mình đâm đầu, mình bỏ ra mấy nghìn để mình đi mua này ta. Ok, không sao. Tuần sau các anh chị em lại có một cái để làm gì? Để các anh chị em biết sửa sai. Quan trọng là như thế. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Ok ha. Nên á, nếu mà làm, cố gắng hỗ trợ, và luôn luôn có một tâm trí đó là gì? Luôn luôn suy nghĩ tích cực. Khi mà chúng ta suy nghĩ tích cực, sẽ có những người tích cực đến với chúng ta. Đó. Đôi lúc nó không bao giờ nó đến cùng một lúc. Nó cứ từ từ lâu lâu hên, nó trúng một người. Tự nhiên trúng một người, đời chúng ta sang trang các anh chị. Các anh chị em hình dung ạ. Ok ha. Đó là mấy ý mà Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em nắm. Và hy vọng rằng là gì? Là tất cả chúng ta sẽ đạt được nhiều điều. Và hy vọng cái thị trường Việt Nam chúng ta, hy vọng những người Việt của chúng ta và những người khác, đó, những người mà đang khao khát có được một cơ hội thay đổi cuộc đời cùng với rau, thì sao? Chúc cho họ, hy vọng họ sẽ gặt hái được thành công cùng với rau. Không phải chỉ là Việt Nam chúng ta, mà cả gì? Mà tất cả mọi người trên khắp thế giới, ai đang khao khát tìm kiếm một cơ hội, thì đây là một là cơ hội có thể giúp cho họ thay đổi cuộc sống của họ. Có thể rằng là gì? Với không đồng trong 100 giờ sắp tới, được chưa? Sau ngày 20, có nghĩa là gì? Ngày vào ngày 29, được chưa? Có thể là với 99 đồng cũng có thể giúp cho thay đổi cuộc đời. Ok ha. Và điều đó đã được chứng minh tại cái hệ thống My Rau One. Bởi vì cách đây 4 tháng có những người tham gia có 99 đồng thôi, ngày hôm nay họ cũng có thể đạt được nhiều điều rất là tuyệt vời các anh chị. Đã giúp cho cuộc đời của họ đã sang trang, giúp cho họ đạt được nhiều thứ. Ok ha. Và một lần nữa thì Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em thành viên My Rau One, có một cái tinh thần, có một cái động lực, có một cái gì đó tinh thần tích cực hơn, cùng lan tỏa, cùng phát triển cái hệ thống này cho nó tốt đẹp hơn và bền vững hơn. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta đều đạt được những cái điều mà chúng ta hằng mơ ước, hằng khao khát. Rồi, một lần nữa thì Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em có một giấc ngủ thật là ngon ha. Bye bye.